Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chùa Khmer Krom ở Vĩnh Long bị sách nhiễu. Ngày 5 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài Chùa Đại Thọ vẫn tu tập bình thường dù chính quyền khai trừ sư trụ trì ra khỏi giáo hội. AFA cho hay mọi sinh hoạt tôn giáo tu tập ở Chùa Đại Thọ, ngôi chùa Khmer Krom ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long vẫn diễn ra một cách bình thường dù chính quyền có động thái loại sư trụ trì Thạch Chandara ra khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm 4 tháng 12, báo chí nhà nước đưa tin về buổi họp thông báo về việc không công nhận tư cách thành viên đối với sư trụ trì ngôi chùa cổ của người Khmer Krom bản địa. Lý do là sư Thạch Chandara bị cho là có các hành động vi phạm nghiêm trọng giới luật, giáo luật, hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. AFA dẫn lời sư Dương Khải, người bảo vệ an ninh di sản của chùa Đại Thọ, nói, theo sư nghĩ, do mình không theo họ nên họ trục xuất, thì đó là quyền của họ. Còn mình tu theo chân truyền, theo giáo lý, giáo luật của Đức Phật, theo quyền tự do tôn giáo thì cứ tự nhiên mà sinh hoạt. Hình ảnh bài trên AFA. Hơn một năm trước, các Phật tử ở địa phương đã bầu sư Thạch Chandara lên để thay thế cho sư trụ trì Thạch Xuân, do họ cho rằng vị sư này đã cấu kết với chính quyền để cưa cây sao hơn 700 năm tuổi ở khuôn viên chùa, đại diện cho di sản của người Khmer Krom. Cũng theo sư Dương Khải, sau vụ việc đó, ngôi chùa này thường xuyên bị những người mặc thường phục đe dọa, xe ba gác của các sư dùng để đi khất thực thì bị chính quyền tịch thu. Cùng với các động thái dọa nạt cha mẹ của các sư đang tu học tại chùa để đưa con em của mình về nhà. Theo báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 22 tháng 11, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng hai Phật tử đại diện cho người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Nhưng sau khi tổ công tác vào trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng và bị khống chế, bị hành hung gây thương tích, đồng thời đưa các thành viên trong tổ công tác vào chánh điện khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài. Tuy nhiên, theo sư Dương Khải thì đoàn công tác này tự ý đi vào trong chùa mà không báo trước. Hơn nữa, họ còn tạo ra va chạm để công an lấy điện thoại của sư trụ trì. Lúc đó sư trụ trì té ngã nên họ đá điện thoại trúng ngón tay của sư trụ trì, làm chảy máu, đầu gối khi bị té cũng bị trầy. Rồi sư mới kéo những người bên chính quyền lên chánh điện để xin lỗi theo phong tục ngày xưa. Hình ảnh chùa Đại Thọ tại tỉnh Vĩnh Long. Theo AFA, một đoạn video hơn 10 phút mà người dân địa phương cung cấp quay lại thời điểm xảy ra sự việc cho thấy các sư sải mặc áo thun theo hệ phái Nam Tông, cầm gậy gộc bảo vệ phía trong sân chùa. Phía bên ngoài có khoảng hơn 20 người mặc thường phục đe dọa, chửi bới, đạp cửa chùa. Báo nhà nước cho biết đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền vận động, các thành viên tổ công tác mới được thả ra, mà không đề cập gì đến sự việc những người mặc thường phục này đã đập phá cổng chùa, chửi bới các nhà sư. Về buổi lễ thông báo khai trừ tư cách thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Thạch Chandara diễn ra vào ngày 4 tháng 12, sư Dương Khải cho biết có một vị sư người Khmer Krom tu ở chùa Kỳ Son đã đứng lên phát biểu ngược lại với những tuyên bố của chính quyền thì bị tắt micro. Một vị sư của Giáo hội Phật giáo đề nghị gửi văn bản chứ không trả lời tại chỗ. Theo ban tiếng Khmer của AFA, sư Thạch Chandara đã đi ngược lại với mong muốn của chính quyền địa phương khi tiếp đón các nhà hoạt động Khmer Krom như sư Dương Khải tại chùa Đại Thọ. Sư Thạch Chandara nói với AFA rằng ông lo ngại cho sự an toàn của Phật tử Khmer Krom tại tỉnh Vĩnh Long và không biết tương lai của Phật giáo và văn hóa bản địa Khmer Krom của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Gần 1,3 triệu người Khmer Krom đang sinh sống ở một vùng đất của Việt Nam, từng là đông nam của Campuchia. Họ đã và đang phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận, hội họp và đi lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Chùa Khmer Krom ở Vĩnh Long bị sách nhiễu. Hà Nội cấm treo 30 tranh gò đồng chân dung văn nghệ sĩ. Ngày 4 tháng 12, BBC tiếng Việt có bài Hà Nội không cho treo 30 tranh gò đồng vì người trong tranh. BBC dẫn tin từ giới văn nghệ sĩ Việt Nam, theo đó cuộc triển lãm chân dung văn nghệ sĩ của nhà thơ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường đã khai mạc hôm 2 tháng 12, nhưng 30 bức tranh không được chính thức trưng bày. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã cấp phép cho 154 bức, còn 30 bức khác thì bị loại khỏi triển lãm
và đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook ở Việt Nam. BBC cho biết số tranh gò đồng bị cấm gắn liền tên với các văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng qua nhiều thế hệ như triết gia Trần Đức Thảo, học giả Phan Khôi, các nhà văn như Vũ Thư Hiên, Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập, các nhà thơ Trương Tửu, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Hoàng Hưng, vân vân. Một số người chưa từng bị đàn áp trong quá khứ giống như các vị nêu trên vẫn có chân dung bị cấm như Nguyễn Duy, Dương Tường, Nguyên Ngọc, Trần Huy Quang, Ý Nhi, Tạ Duy Anh, Thái Kế Toại và nhiều người khác. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn Facebook cá nhân của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên hồi năm 2018, một triển lãm tương tự nhỏ hơn với chân dung gò đồng văn nghệ sĩ cùng của tác giả Phạm Xuân Trường ở Hải Phòng đã được thành phố cho phép treo 100 bức và cấm 8 bức. Ông Phan Xuân Nguyên đặt câu hỏi rằng có sự khác nhau trong việc thẩm định tranh của Hà Nội và Hải Phòng và xác nhận rằng chân dung của ông ở cả hai cuộc triển lãm tại Hải Phòng và Hà Nội đều thuộc diện bị treo, tức là không được ra mắt công chúng. BBC dẫn bình luận của nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu như sau. Các tác phẩm đều rất đẹp, rất có hồn, giá trị nghệ thuật cao, thể hiện tay nghề điêu luyện và tấm lòng yêu quý những người được thể hiện. Vậy chỉ có thể là những cái tên đã khiến cho những tác phẩm này không được trưng bày. Trong ấy có cả triết gia Trần Đức Thảo, được giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyên Ngọc, cũng là nhà văn nhà thơ, được những giải thưởng nhà nước như Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Duy, Hoàng Quốc Hải. Vậy các chuyên gia văn hóa, các quan chức nắm về văn hóa đất nước lấy lý do gì để cấm những tác phẩm chân dung ấy? BBC cho hay, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội hay các đô thị ở Việt Nam có quyết định nửa vời về các sự kiện văn hóa đại chúng gắn liền với lịch sử cận đại. Hình ảnh một số chân dung văn nghệ sĩ bị cấm. Hồi năm 2014, một triển lãm về cải cách ruộng đất đã được cho khai mạc vào ngày 11 tháng 9, rồi đột nhiên bị đóng. Theo sử gia Dương Trung Quốc phát biểu lúc đó, triển lãm được thực hiện trong bối cảnh chưa có một tổng kết chính thức về cải cách ruộng đất, nên đương nhiên sẽ có những hạn chế lớn, bất chấp nỗ lực của những người làm công tác bảo tàng. BBC liệt kê một số vụ việc cho diễn, rồi lại tìm lý do kỹ thuật loanh quanh để ngừng buổi diễn, chẳng hạn như hồi tháng 9 năm 2022, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên đồng loạt tạm hoãn show diễn của ca sĩ Khánh Ly, dù đã cho phép bà về Việt Nam thực hiện chuyến công diễn. Hồi tháng 7 năm 2021, phim Vị được trao giải thưởng ở Đài Bắc và Berlin đã nhận quyết định cấm chiếu từ Cục Điện ảnh Việt Nam. Cùng lúc, BBC cho hay, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nắm được vấn đề rằng quản lý kiểm soát văn hóa phẩm ở thời đại công nghệ kỹ thuật số và mạng xã hội không thể áp dụng theo kiểu cũ. BBC cho biết thêm, dư luận ở Việt Nam có ý kiến cho rằng việc cấm đoán sẽ chỉ có hiệu ứng ngược, gián tiếp quảng cáo cho những tác phẩm, hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mà nếu cứ để diễn ra bình thường thì công chúng sẽ biết đánh giá có thật là hay hay không. Tác phẩm hay sẽ có sức sống với thời gian, còn tác phẩm dở thì sẽ bị đào thải theo quan điểm của luồng dư luận này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Hà Nội cấm treo 30 tranh gò đồng chân dung văn nghệ sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.